Xin chào các bạn, sau đây cửa hàng dụng cụ Y khoa Bình Minh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng máy xông mini DT33. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đổ nước. Thì ở đây đổ nước thì mình sẽ đổ 250 ml. Tiếp theo thì mình sẽ nghiêm điện, bật công tắc. Trong quá trình xong thì mình có thể sử dụng một miếng bông con nhỏ và bỏ ở đây. Mình sẽ nhỏ vài giọt tinh dầu vào đấy. Khi mà xong hơi phun sương ra thì nó sẽ mang theo hương tinh dầu. Còn kể ở đây thì mình sẽ sử dụng một cái như là xả, mình bỏ vào túi lọc và mình sẽ bỏ vào đây. Xong mình sẽ xong. Cái cân trong này thì mình có thể xoay nha các bạn. Xoay. Mình có thể đưa lên và đưa xuống. Mình có chỉnh. Lưu ý mình sẽ chế nước ở dưới mức mặn. Khi mà mình kim điền khoảng 1 đến 2 phút thì nó sẽ bay hơi. Mình xông hơi từ 10 đến 15 phút nha các bạn. Và đó thì mình sẽ tắt đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.